hơn. Cọp làm gì mà mệt hả? Tối ngày ta nói giận dữ là dĩ nhiên là mệt rồi. Giận đó là mình phải dùng hết cái calorie phải không, vô cái strength của mình rồi đưa lên cái mặt phải không, đưa lên cái mặt. Thành ra bởi vì cái mặt mình nó mới đỏ. And you pretty good to me. Có người khen mình bữa nay chắc là trúng số à, hồi đi mua vé số mới được, hồi mua lottery mới được. Không biết bữa nay tiểu bang Texas nó lên bao nhiêu tiền. Nói thiệt nha, tiểu My không bao giờ tin cái số mình nó trúng số hết trơn đó các anh chị. Người ta nói cái số mà bị trời đánh nó còn có nhiều cơ hội hơn hơn là cái số trúng nữa đó. Anh nói vậy á. Bây giờ không bao giờ tiểu My mua vé số hết trơn á. Lo coi mình có bị có cái số bị trời đánh không ở đó mà ha, mà cái có cái số trúng. Có cái người đó mua vé số cả chục năm luôn, mua tới già luôn á, có trúng đâu. Ban đầu ha, khi mua thiệt là nhiều phải không, khi mua thiệt là nhiều á, khi mua mấy chục năm luôn á, khi nói với Tử My như vậy á. Rồi sau này cái sau khi sợ rồi nếu không mua nữa rồi rủi 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 nó trúng rồi làm sao. Còn sợ rủi nó trúng nữa, thành ra giờ lần lần thì bớt lại biết không, thì bớt lại. Mỗi thứ tư thứ bảy nó sổ thì Hi mua chỉ 5 đồng thôi, rồi bây giờ đó Hi bớt lại nữa. Giờ già rồi cũng không thấy trúng, Hi bớt lại nữa. Hi mua mỗi mỗi lần mỗi ngày nó sổ, Hi mua 1 đồng thôi. Sao chị My nói chứ trời ơi, chứ mua mấy chục năm không trúng thì thôi đừng mua luôn cho rồi đi, số bị trời đánh còn có cơ hội nhiều hơn nữa. Sao biết Hi nói làm sao, Hi nói chứ không mua làm sao mình biết mình có số trúng. Cười thì thôi. Sao Tiểu My mới thầy cái sao Tiểu My trả lời lại. Tiểu My nói chú nói giỡn hoài, khi mà mình có số trúng đó biết không, tự nhiên mình có cái vé số cầm trong tay á. Nói thiệt á, sao chú nói thế, làm sao có cái vé số cầm trong tay được. Nói thì người ta mua cho mình. Chuyện dễ ẹt mà cũng hỏi, thì người ta mua cho mình cầm vé số trong tay chứ gì nữa. Mà nói thiệt á, ví dụ mình có số trúng đó các anh chị, tự nhiên có người mua vé số đưa cho mình á, thì mình nghĩ như vậy á. Bên này ta cho vé số thiếu gì. Ở Houston đó, mỗi lần mà các anh chị đi chợ đó, ví dụ các anh chị đi chợ trên 30 đồng á, 30 đồng, 40 đồng á, thì các anh chị được một tấm vé số free. Ok. Rồi mua trên 80 đồng, ví dụ họ ra giá trên 80 đồng thì các anh chị được 2 tấm vé số, đại khái như vậy. Biết đâu, ví dụ như vậy, ví dụ mình phải đi cái chợ của nó. Hello, Leo Bụi. Mến chào Ngọc, Ngọc Hãm, Ngọc Hâm, Ngọc Hãm. Âm thanh cứ chập chờn. Buồn ngủ rồi phải không? Thấy cái mặt là biết buồn ngủ rồi. Phải không Nguyên Tuấn? Mới có đi học không? Hả? Nhìn mặt là biết buồn ngủ rồi. Không nghe được hả? Không nghe được thì lót ra khỏi room rồi chạy vô trở lại. You hear very very clearly. Biết nhìn cái mặt của cọp là biết. Biết gì? Thừa răng rồi hả? Là biết cái răng bị thừa. Cái mặt của cọp đâu rồi? Thấy cái răng điều mà, thấy cái răng điều mà hả? Thấy cái răng điều mà phải nói là nhìn cái thừa răng hả? Dạ ok, thừa răng. Phải nói là nhìn cái mặt của cọp là biết không có sợi tóc nào rồi á, không biết biết không có sợi tóc nào rồi á.
con mắt á, thì như Chinese. Người ta nói là con mắt Chinese á, thì sụp xuống, con mắt Japanese á, thì ngoảnh lên, còn con mắt Korea đó thì có một đường thôi, còn con mắt Việt Nam á, thì tròn do đẹp thì thôi. Mày gọi là mèo kêu mèo dài đuôi á. Con mắt Việt Nam á chỉ tròn. Right eyes hả? Right eyes là gì? Con mắt à. Con mắt hột gạo hả? Con mắt hột gạo hả? Nó người ta nói à, con mắt hột lúa hả? Nghĩa là con mắt nhỏ xíu. Nghĩa là con mắt nhỏ xíu. Người ta phải nói là con mắt hột nhãn á, biết không, con mắt hột nhãn chứ hột lúa gì nhỏ xíu à. Hột lúa, hột lúa à, hột lúa cái con mắt. Vàng khè. Mắt hột lúa là con mắt vàng khè nhỏ xíu. Phải nói con mắt hột nhãn tròn do. Kim si Lucy si hay ha. Còn nhỏ xíu mà nói tiếng Anh giỏi thì thôi á. Đang làm gì vậy hả? Có người kia em hỏi đang làm gì vậy? Đang làm trò hề cho thiên hạ cười. Ok rồi, bây giờ cũng phải mà ngày nào cũng phải vô làm trò cười cho các anh chị học hết trơn. Thiếu nợ các anh chị mà. Ok rồi, bây giờ bắt đầu học chưa nào? Hả? Giờ à, bắt đầu học chưa? Hả? Hay là nghe nói dốc tiếp? Hả? Lúc nghe lúc không hả? Lưu lưu bụi lót ra khỏi thao thoát đi rồi lót trở vô. Hay là gì nha ta? Các anh chị nhớ lúc nào cứ một tuần hai tuần các anh chị download là cái thao thoát, lấy cái mới nhất mà xài thì nó không có bị trục trặc. Hình như bao thoát mới bây giờ là sáu sáu rồi đó, 600 mấy, bill 600 mấy thì mình quên rồi. Ok, trong cái giờ grammar mình không có dùng Skype nha các anh chị. Do you have any question? Just raise your hand and I will call you up to the mic. Ask your question then. Or you can bring the one. Nếu mà các anh chị có thắc mắc đó, nếu mà các anh chị có thắc mắc hay có câu hỏi gì đó thì các anh chị có thể giơ tay lên rồi đánh số 1 rồi chị mới sẽ gọi các anh chị lên mic nha, cầm microphone. Ok. Ok, rồi bắt đầu học nha. Hôm nay mình sẽ bắt đầu làm cái bài tập, phải không? Về adjective and adverb. Mình phải nắm vững khi nào mình dùng adjective and khi nào mình dùng adverb. Các anh chị có thắc mắc gì? À, cái này á, which one is which? Các anh chị có thể mở từ điển, ok? Just look up in dictionary. I don't mind if you use the dictionary. Okay. Hoàng gia. Rồi bắt đầu. Bài tập thì nó có rất là nhiều. Tha hồ cho các anh chị làm cho chết luôn á, làm đến chừng nào mà khóc luôn á, năn nỉ chữ mi. Em lại cô. Thành đến chừng nào năn nỉ lại luôn, em lại cô. Em chán quá rồi,
Em chán như cơm nếp rồi. Em lại cô thì đến làm đến chừng nào nói vậy thì chuẩn đi mới ngờ ok. Lại cho nhiều bài tập thêm hả? Khi nói thì nhớ nha, đừng có khóc nha, khẽ vịnh. Ok, where is it? Where is it? Yeah, English right here. Rồi bắt đầu nha. Adjective and adverb. Cái adjective and adverb một là trong một câu thường thường một là mình dùng adjective, hai là mình dùng adverb tùy theo cái động từ. Các anh chị để ý nha, nếu mà là action verb thì mình sẽ dùng adverb, remember that, okay? And linking verb thì mình sẽ dùng adjective. Ok, let's see. Bắt đầu nha. Continue with the exercise 012. Oh, I understand now. Ok, so boy, give you this one. And you have to choose the right one or the best one or the best choice. The businessman, I mean person, knows less, such, much, so little English that he can make himself understand. Ít tiếng Anh mà khi không có thể hiểu chính chính ông ta. Quỳnh Tuấn với lại James C. Little boy nói tiếng Anh rất là good nhưng mà cái grammar hình như còn yếu đó. Okay. Grammar còn yếu, hai em nhớ vô trong room này học grammar với Tiểu My. Cái grammar là mình phải học đi học lại hoài nó mới thấm, chứ học một lần mình không nhớ nổi. Phải không nè? Phải không? Tiểu My nói đúng không nè? Right? Yeah, that's right. Ok, nào, bây giờ mình chọn chữ nào nè. Less, little. Khi nào mình dùng less, little các anh chị? Mình muốn biết chữ nào đúng thì mình lọt ra hết mấy cái chữ sai đi. Less là gì? Khi nào mình dùng less, less là sai. Ok. Yeah, là mình so sánh ít hơn, phải không? Phải không? So sánh ít hơn, right? Right, so mình không có dùng less. Ở đây mình đâu có so sánh cái gì đâu, phải không? Mình đâu có so sánh cái gì với ai đâu, right? Rồi chữ such. Such có nghĩa là như vậy đó, như thế đó. Okay? Như vậy, như thế đó. Nếu mà dùng chữ less ở đây nó không có make sense, mình không biết dịch làm sao. Much, little. Much là nhiều, little là ít, vừa nhiều vừa ít thì cũng không đúng, phải không? Thành ra còn chỉ còn cái chữ so. Các anh chị nhớ so, đây là một cái thành ngữ, okay? So adjective hay là so adverb có nghĩa là quá đến nỗi, mình dịch như vậy đó, quá cái gì đó đến nỗi, okay? Quá đến nỗi. Okay. Thành ra cái câu này mình sẽ nói là cái người thương mại đó, cái người thương gia đó đó thì biết tiếng Anh rất là ít hay là quá ít đến nỗi ông ta không có thể hiểu chính ông ta. Okay. So little English. Yeah, so thin. Vậy mình nói
Thường thường đó, cái nghĩa ở phía trước đó, nó phải ngược lại cái nghĩa ở phía sau. Okay. So gì đó, that. Ví dụ như là cái câu này. Không có ghét quá, không có post ra được. Con chuột ngay. Ví dụ thì nói cho, ví dụ mình nói I moved to USA. No, mình không nói con này được. Tự nhiên make a sentence, I have no idea. Các anh chị hiểu rồi phải không? Các anh chị hiểu rồi phải không? So that nó, nếu mà viết dính lại nó khác nha. Có người PM hỏi nó khác nhau cái chữ so that and so chấm 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 với that là cái gì. Mình nói not too but so. Ví dụ mình nói he is so weak that he cannot walk. Khá như vậy. Ông ta yếu đến nỗi mà ông ta không có thể đi được, không có thể đi bộ được. Hay là this news is so good that it cannot be true. Khá như vậy. He was so late, I mean he was so young that he cannot travel alone. That he cannot, không phải walk mà là walk. Walk. Okay. Hay là he is so short that he can't that he can't be a good basketball player then. Ví dụ mấy câu như vậy. Cậu ta thấp đến nỗi mà cậu ta không có thể là một cái người chơi basketball hay cái như vậy. Thành ra chữ so and something and chấm 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 chấm. Thường thường chữ so rồi tới adjective chứ, phải không? Adjective rồi mới tới chữ that. Hay là adverb rồi mới tới chữ that, tùy theo cái động từ. Okay. Rồi các anh chị hiểu rồi phải không? Thành ra câu này đúng nó sẽ là so. Okay. Rồi tiếp tục nha. Chưa hiểu hả? Mới thí dụ nhiều câu rồi mà. Brian, you copy my sentence so I thought you understand what I'm saying.
không hiểu sao sao post được những cái câu của tiếng Bi vậy hả? Và nhiều khi nó là English, nhiều khi nó là adjective tùy theo. Okay. No, they saw, không phải là less. Câu này có nghĩa là như vậy. Câu này có nghĩa là như vậy nè. Người thương gia này biết tiếng Anh rất là ít, cho đến nỗi ông ta nói gì ông ta cũng không hiểu luôn. Có nghĩa là ông ta nói tiếng Anh ông ta biết rất là ít, đến nỗi mà ông ta nói tiếng Anh sao anh ta cũng không hiểu luôn. Ông ta cũng không biết là ông ta đang nói gì nữa. Ok, nghĩa là như vậy đó. Ok rồi, hiểu chưa hả? Chị đồng ý chưa nào hả? Ok rồi, làm câu này đi. Does that guy with curly hair speak Chinese? I think I misspelled right there. Okay, let me correct in my text first. Chinese. Post lại nha. Okay, let me double check. Right, Chinese. Có phải cái gã mà với cái có cái tóc quăng á thì nói tiếng tiếng Tàu phải không? Ông ta nói tiếng Mandarin, I mean Mandarin thì rất là giỏi. Mandarin là Chinese, là hình như là tiếng tiếng Tàu thông dụng á. Bên Tàu nó có nhiều cái tỉnh đó, nói tiếng Tàu khác, giống như Việt Nam mình á, nói tiếng Bắc, tiếng Trung, tiếng Nam á, nhưng mà đại khái cũng hiểu, cũng nói chạy chạy thôi. Ok, thì ở đây mình chọn câu chữ gì các anh chị? Very well, very good, so good or excellent. Mình coi cái động từ mà mình biết mình dùng tính từ hay là trạng từ, phải không? Speak là action. Action là động từ, action là động từ, speak là action. Thì mình cũng cần, mình cần một cái trạng từ, phải không các anh chị? Right? Hay là well hay là good. Well, that's right. Hey, không có ai nói I speak English good hết trơn á. Well, right? Còn excellent, good cũng là giỏi, nhưng mà good để dùng cho linking verb. Ok, cứ theo dõi Tiểu My đi rồi sẽ từ từ hiểu. Ok, sẽ từ từ hiểu. So cái good là sai phải không? Thành ra cái thứ hai, cái thứ ba là sai. Excellent. Excellent này là loại từ gì các anh chị? Excellent ở đây là adjective, phải không nào? Yeah, nó là adjective.
Mà cái động từ to speak là action, chứ không phải là linking. Action có nghĩa là những cái động từ mà con mắt mình thấy được, thấy nó nhúc nhích, ok, thấy nó nhúc nhích, cái tai mình nghe, mình ngửi được, mình nếm được, đại khái như vậy. Đó mới là action. Anh đã khi mà mình cái động từ to speak là mình sẽ thấy họ họ đang nói thì cái miệng của họ phải nhép nhép phải không? Thành ra mình thấy cái động từ đó. Thành ra đó là action, mình cần một cái adverb. Adverb là chữ well chứ không phải là chữ good hay là chữ excellent. Okay. Rồi cái very. Very nó cũng là một cái, very là loại từ gì các anh chị? Very là loại từ gì? Adverb phải không? Thành ra adverb nó bổ nghĩa cho động từ, nó bổ nghĩa cho tính từ và nó bổ nghĩa cho một cái trạng từ khác ở trong câu. Trong trường hợp này nó sẽ bổ nghĩa cho cái trạng từ ở phía sau. It's modify another adverb. Very is an adverb itself. Very chính nó cũng là adverb và nó sẽ bổ nghĩa cho trong câu này, nó sẽ bổ nghĩa cho cái trạng từ đứng kế nó. Very well. Chứ không phải là nó bổ nghĩa cho cái động từ ở phía trước là speak. Ok, chị hiểu rồi phải không? Thành ra cái câu very well là câu đúng. Còn ba cái kia là sai. Các anh chị có cần tiểu mi phải cắt nghĩa như vậy không? Hay là chỉ cần nói là ô cái câu nào đúng là được rồi hả? Cắt nghĩa thì nó hơi lâu á, nó hơi dài dòng hơi lâu, nhưng mà các anh chị hiểu rõ hơn. Ok. Ok rồi. Tiếp tục, cắt nghĩa mới là khó. Các anh chị ở trong sách nó đâu có cắt nghĩa đâu. Tiểu mi phải suy nghĩ nát óc, đổ mồ hôi, tốn công, tốn sức, tốn tiền, tốn bạc, cắt suy nghĩ để cắt nghĩa cho các anh chị á. Còn không chịu nữa là dở. Ok, câu này nha. Câu này nha. Tết ý rứa là gì? Ý rứa là gì? Không hiểu câu nào. The sea is not bad. Oh, I think I missed cái câu này nha. The sea is not then shut a then come. Yes. Vô làm lộn mà vô đúng mới chết chứ. Làm lộn mà vô đúng mới chết chứ. Ok, khi mà mình dùng cái search a đúng. Nhưng mà thường thường mình không có được dùng ở trong cái câu phủ định nha các anh chị. Ok. Mình không được dùng trong câu phủ định. Câu này là một cái câu mà tháng từ á. Ok. Yes, okay. Yes, okay. Thí dụ mình nói
It is such a big house. It is such a big house. She is such a beautiful girl. She is such a pretty girl. Okay? Trong câu xác định chứ không có dùng trong câu phủ định. Okay? So that, so kick, let's see. Let me close this one first. And let me repost this. Then, thành ra cái chữ then không đúng. It's not then come là gì? Then là thường thường mình dịch là đó. Oh, someone watering me. Còn that là đúng nha. Còn set, I mean such a, chúng mình mới vừa cắt nghĩa rồi. Còn than là so sánh. Okay. Ở đây mình đâu có so sánh cái gì đâu. Okay. Thành ra mình sẽ cái chữ that là đúng. Okay. Yeah. Dịch như vậy đó, dịch như Brian là đúng á. Nhưng mà mình dùng chữ that, that come. Okay, that come. Còn search a là trong câu khẳng định nhiều hơn. She is such a pretty girl. Cô ta đẹp làm sao á? Cô ta là một cô gái đẹp làm sao á? Cái câu này là một cái câu là tháng từ. Chị hiểu rồi phải không? Rồi, next one. I saw your keys everywhere, somewhere, where and anywhere. Tôi thấy cái chìa khóa của bạn á, thì ở đâu á? Ở mọi nơi. Anywhere, everywhere, somewhere, where. Các anh chị khác làm đi, please. Mình dịch tiếng Việt nè. Tôi thấy những cái chìa khóa của bạn everywhere là mỗi nơi hết trơn. Mỗi nơi hết trơn. Các anh chị có nhiều chùm chìa khóa.
chứ không phải là có một thấy cái chùm chìa khóa bạn ở đâu hết trơn á. Okay. Thành ra rốt cuộc lại câu thứ hai đúng, somewhere, nơi nào đó. Connie, that railway extends eastward, the east to east in the east. Cái đường xe lửa đó thì được kéo dài. Okay. Làm thêm á, ta làm thêm cái đường rồi xe lửa là có như vậy. Đó, railway là đường xe lửa. Các anh chị chọn đi. Hướng đông. To east. Anh chị bị stuck hết trơn rồi phải không? Không biết nói làm sao phải không? Hả? Không hiểu, không biết phải không? Không biết. Yeah. Mình học grammar mình không có được gamble nha các anh chị. Guess là gamble rồi. Biết thì nói, không biết thì đừng nói, ok? Không biết thì nói không biết, không được cứ guess bậy, không được đoán sai. Đoán sai là cờ bạc rồi, cờ bạc mình đâu có biết là nó sẽ ra đỏ hay ra đen đâu. Thành ra mình đoán là ồ, kỳ này chắc nó ra đỏ quá, mình đặt đỏ đi. Mình đâu có biết cái hột xí ngầu nó ra tài hay xỉu đâu. Thành ra mình phải đoán, biết không? Mình đoán, chắc nó ra xỉu. Nếu nó ra xỉu quá, đến chừng nó ra tài mình xỉu luôn. Không biết thì nói không biết đi. Extend là kéo dài ra. Okay. Extend là kéo dài ra. Right. Thì khi mà kéo dài thì mình ở đây đó mình sẽ dịch là cái đường rây xe lửa nó được kéo dài ra về tới hướng đông, hay là về hướng đông, kéo dài ra về hướng đông thì tới hướng đông gì đó, các anh chị dịch tiếng Việt đi đại khái là nó kéo dài ra tới hướng đông, right? Thành ra ở đây mình sẽ dùng cái chữ eastward. Tại sao? Eastward có nghĩa là gì? Các anh chị hiểu không? Eastward có nghĩa toward the east, nghĩa là tới cái hướng đông, towards the east. Word là về cái và đi về cái hướng nào đó, okay? Đi về cái hướng nào đó. Right? Ở đây là đi về hướng đông. Nó kéo dài về hướng đông hay là nó kéo dài tới hướng đông? Nó đúng hơn. Okay. Cái chữ the east nó chưa có hẳn là đúng. Cái eastward thì nó cho mình một cái gì, cái nghĩa nó mình có thể tưởng tượng được. Okay. Yeah, toward the east hay là eastward nó đồng nghĩa với nhau. Nó cho mình cái hình ảnh trước mặt nhiều hơn. Phải không? Nó không có trừu tượng mà nó cho cái hình ảnh, nghĩa là mình có thể tưởng tượng được. Phải không? Thành ra cái câu nó nghe hay hơn. In the east là sai hẳn luôn. Đại khái như vậy. Nhiều khi mình hiểu tiếng Việt rồi mình sẽ confused. Nhưng mà nếu mà mình đọc được nhiều, mình nghe được nhiều thì mình sẽ thấy người ta thường nói như vậy. That's the best choice. Okay, next one.
Ok nha. Cái con chuột của tụi mình nó không có gấp lên được, nó không có pick up cái information, thì nó hơi chậm. I'm too willing, enough willing, so willing, very willing to give you a hand. Tôi thì rất là muốn giúp bạn. Give me a hand có nghĩa là giúp tôi, cho tôi một cái hand có nghĩa là giúp mình. Tôi thì muốn giúp bạn. Chữ to, chữ to thường thường là cái nghĩa xấu nhiều hơn cái nghĩa tốt nha các anh chị. You are so good. You are too good. Anh chị thấy không? Khi mà họ nói you are so good là thật sự họ khen mình. Còn khi mà họ nói you are too good là có nghĩa là vừa khen vừa chê, vừa khen mà vừa bất mãn ở trong đó, là khái như vậy. Thành ra ở đây khi mà mình muốn giúp người ta, mình không có nói chữ to, phải không các anh chị? Right? Mình không có nói chữ to. Enough. Thường thường mình dùng cái chữ enough. Thường thường nó enough nó đứng trước một cái tính từ hay là một cái danh từ, phải không các anh chị? Ở đây không có ai nói tôi thì muốn đủ hay là đủ muốn để giúp anh, phải không, để giúp bạn. Không ai nói enough willing hết trơn á. Tôi thì đủ muốn hay là muốn đủ để giúp bạn, phải không? Rồi cái chữ so, so willing, so cũng có nghĩa là tôi thì rất là muốn, phải không? Mình không dùng to thì mình cũng không có dùng so luôn. Okay. Mà mình phải dùng là very. Ok, let's see. Đợi cho mình tí xíu. Very, very willing, very willing. Đây là một cái cách nói, người ta không có nói so willing mà very willing, hay là too willing. Very willing, rất rất là muốn giúp bạn. Okay. This one too. Yeah, that's right. Cái con chuột này nó nhảy tứ tung hết trơn. Bài luận số quá sáng sáng thôi, nhiều khi các anh chị viết mà không bỏ dấu thì mình không đọc được đâu. Giờ tiếp tục nha. Let me close this one, open this one. Rồi tiếp tục. Let's see. Câu này nha. Thường thường họ dùng cái chữ very để emphasize. Rồi câu này nha các anh chị. And is a too shy child to speak out. Chưa đúng.
Chưa đúng. Anh chị học cái bài article. Anh chị nhớ, anh chị chưa học cái bài mẫu từ phải không? Anh chị chưa học cái bài mẫu từ phải không? Anh chị phải học cái bài mẫu từ rồi thì các anh chị mới biết cách dùng cái câu này. She's too good. Hay là she's so good a mother. No. To something A. I'm too good a mother. Hay là I'm so good a mother. Anh chị hiểu rồi phải không? Đây là cái cách mà mình dùng cái chữ A đó. Okay. Thay vì mình nói she is a good mother. Người ta không nói câu như vậy, rất là tầm thường. Okay. Cô ta thì là một người mẹ tốt. Nhưng mà mình nói cái câu she is so good a mother. Cô ta là một người mẹ tốt làm sao đâu đó. Okay, đó. Mình nói như vậy thì cái câu nó nhấn mạnh hơn. Chị hiểu được phải không? Đây là một cái cách nói rất là hay. Okay. Thay vì mình nói she is a good mother, mình không nói she is so good a mother. Cô ta là một người mẹ tốt làm sao đâu đó. So đây mình sẽ chọn cái A too shy là sai phải không? Too shy không có chữ A là cũng là sai luôn. Phải không? So too shy A. Right? Đây là như giống như là một cái thành ngữ vậy đó. Thành ra câu thứ ba đúng. Ta nói too shy a something. Không ai nói too a shy hết trơn á. Chị hiểu rồi phải không? Nó không đúng, đừng có cãi Kevin. Okay. Too shy a something. Okay. Muốn cãi thì chị nói sai đi cho người ta cười Kevin luôn cho rồi đi. Các anh chị, it's up to you, ok? Để mình cắt nghĩa các anh chị không chịu làm theo các anh chị cũng ok. Không sao hết trơn. Thì bởi vậy lần đầu mới nghe thì bây giờ biết rồi phải không? She, I mean, he so famous a she is so famous as singer. Thế gì mình nói he is a famous singer, nó tầm thường quá đi, nó trần tục quá đi. Mình nói câu này thì có vẻ là khen thưởng dữ dội. Ông ta thì là một người ca sĩ nổi tiếng làm sao đâu đó. Ông ta nổi tiếng làm sao đâu đó. Đó mình nói vậy. Để mai mốt học lại cái bài the article, các anh chị sẽ thấy họ dùng cái chữ a. Okay. Yeah, rồi tiếp tục nha. Đâu mất tiêu rồi.
Chắc phải mua con chuột khác quá. It's so sensitive. Phải nhấn rồi đè nó xuống, đè cái con chuột xuống nó mới chịu pick up cái information lên. Rồi được rồi. Ok, Lục nha, các anh chị xin lỗi. Cái con chuột nó nằm dạ đó, nhưng nó không có chịu. Một lần nữa coi được không nha. Hy vọng được. Yes. Ok, được rồi đó. This Aboriginal language is a quite difficult one to learn. Aboriginal là gì các anh chị? Language là gì? Cái ngôn ngữ thổ dân á, nghĩa là cái ngôn ngữ địa phương á. Original, anh chị thấy original là nguyên thủy phải không? Original, aboriginal là cái ngôn ngữ nguyên thủy, cái ngôn ngữ thổ dân á, hay là thổ ngữ á, thì là một ngôn, là một ngôn ngữ khó để học. Local language, mình phải dịch nó là native language, không? Local cũng được đi, local nó đúng. Native được không các anh chị? Nghĩa là đại khái dịch là ngôn ngữ nguyên thủy, ngôn ngữ thổ dân gì đó. Ai không nói tiếng Việt nó có. Rồi các anh chị chọn câu nào nào. Khi mà các anh chị thấy cái mạo từ A, thì đây là một cái cách nói rất là hay. Thường thường á, cái mạo từ A đó thì thường thường đó mình để nó ở phía sau cái chặng từ, nó nghe hay. Đây là cái cách nói mà để nhấn mạnh khen thưởng, hay là ta tháng, hay là không lên là phàn nàn, nghĩa là express cái emotion của mình đó, nó diễn tả cái xúc cảm của mình hơn là bình thường á. Okay, ở đây á, yeah, quite a, okay, nó đúng hơn, quite a. Thay vì mình nói a quite, thay vì mình nói the Aboriginal language is, quite difficult language, right? Mình không nói vậy, mình nói quite a, nó nhấn mạnh hơn. Đây là cách nói, nó nhấn mạnh hơn. Nó cái ngôn ngữ thổ dân là một cái ngôn ngữ mà nó khó học làm sao đâu đó. Đó, mình nói như vậy thay vì mình nói một cách bình thường, ngôn ngữ thổ dân là một cái ngôn ngữ rất là khó học, còn này mình nói khó học làm sao đâu đó, mình nhấn mạnh như vậy đó, khi diễn tả cái cảm xúc của mình, cái sự khó chịu của mình, cái sự phàn nàn, cái sự khen thưởng của mình, mình đảo ngược nó lại. Okay, giống như nãy too a shy. Right. To shy a girl, that kind of thing, to shy a girl.
Tại sao hả? Đây là một cái giống như là một cái thành ngữ vậy đó, kêu tụi mày hỏi tụi mày tại sao, sao tụi mày biết. Đây là một cái cách nói để diễn tả cái cảm xúc của mình. Như mình nói quite a something, hay là quite something, used before a noun to emphasize that something is very something. Nói cái gì đó nó rất là cái gì đó. Very good, very large, hay là very interesting, cái gì vậy. Đây là cách nói, ok, cách nói. Các anh chị đọc nhiều, các anh chị mới mới thấy cái vấn đề này. Ok, câu này nha. Câu này thì dễ rồi, thì mình nghĩ các anh chị sẽ làm đúng. Đáp chăng hả? Okay, haven't you finished preparing your presentation still yet also too? Yeah, câu này mình nghe thường quá. Phải không các anh chị? Câu này mình nghe thường. Cái chữ yet á, you in negative statement and question to talk about whether something that's expected has happened. Phải không? Cái chữ yes thường thường mình dùng trong một câu phủ định hoặc là một câu hỏi, để hỏi một cái sự việc gì đó được mong đợi nó có xảy ra hay không, một cái như vậy. So đây mình dùng chữ yet, right? Okay, next one. Trả lời cho cái người này hỏi hoài á. Ok rồi, sau giờ thì mình sẽ có nghĩa nhiều hơn thế. Ok, next one. Ok, đợi tí mình tí xíu nha các anh chị. Trả lời cho người này cho xong cho rồi đi. Trả lời cho xong cho rồi. Ok rồi, tạm thời như vậy đi, hiểu tới đó đi, hồi chuẩn bị có giờ nói thêm. Ok, bây giờ câu kế nha các anh chị. Where is it? Nó mất tiêu rồi. Patrick. Okay, now this one. Entirely, altogether, wholly, completely,
very short theorem is made up of 10 members. Một cách hoàn toàn chung với nhau, cả đống luôn, à, hoàn hảo, hoàn toàn á, thì cái đội nghiên cứu của họ đó thì nó thành lập được 10 member, 10 người, khá như vậy. Rồi các anh chị chọn đi, câu nào đúng. Dịch tiếng Việt khó quá đi. Entirely là cả. Yeah, câu thứ hai đúng. Okay. Câu thứ hai đúng. All together. Chung lại với nhau đó, cái đội của họ được thành lập 10 người. Tất cả được 10 người. Okay. Đó, dịch như vậy đó. Holy là cả đống luôn. Holy completely entirely. Các anh chị, ngài Tiếng Mi dịch tiếng Việt không hay, thành ra Tiếng Mi không biết. Cái câu này all together là đúng, ok. Chung là tất cả với nhau, cái đội nghiên cứu của họ thành lập được 10 người, ok. Rồi, next one. Cái con này không được sai nha. Lizard looks the older, more older, more old, much older than she really is. Cô Lisa thì nhìn già hơn cái tuổi của cô ta. Đó, con này dịch như vậy đó. Okay. Dùng chữ nào nè? Câu số 4. Okay, chúng mình nghĩ câu số 4 đúng. Tại sao? Giờ mình loại bỏ ra nha. Có chữ than là so sánh hơn, phải không? Là so sánh hơn, right? Thì the older than, so sánh hơn không có dùng chữ the, phải không các anh chị? Thường thường ít khi nào dùng chữ the. Có chữ the thì thường thường có cái danh từ ở phía sau. Không ai nói the older than mà người ta nói the oldest, phải không? Khá như vậy. Thành ra câu số 1 sai. More older. More đó, mà còn chữ older nữa là double. Older là hơn rồi, more cũng là hơn luôn, phải không? Thường thường dùng chữ more cho những cái tỉnh từ dài, ok? Và yeah, cho những cái tỉnh từ dài, thành ra more older là sai. Còn more old cũng sai luôn. Old là tỉnh từ ngắn, mình không có được dùng chữ more, mà mình sẽ dùng chữ older, right? Ok, thành ra câu số 1 sai, câu số 2 sai, câu số 3 cũng sai, thì câu số 4 đúng. Câu số 4 thì nó nhấn mạnh cái sự mà già hơn của cô ta. Hay dùng chữ much hay chữ too, thường thường để nhấn mạnh. Right. Ừ,
Thường thường chữ must nè, chữ to nè là để emphasize cái adjective, okay? Nhấn mạnh. So câu thứ 4 đúng, much older than she really is. Okay, next one. Có cái câu của thì nó mất tiêu rồi ta. Let's see that. Okay, next one. Cái này thường thường mình phải đọc nhiều, mình phải nghe nhiều thì mình mới có kinh nghiệm nhiều hơn. Mình sẽ làm đúng hơn. Mình không có confused. Tại làm sao? Tại vì đó là cái cách người ta nói thường. Khi mình nghe thường thì mình biết liền. If it is a bad thing to do, it cannot be done. Too soon, ever soon, enough soon, or much soon. Nếu mà cái việc này là, nếu mà cái điều này là tốt để làm, tốt nhất để làm, thì nó không có thể, nó không có thể xong too soon là quá sớm. Hay là nó không có thể xong khó dịch quá đi. Okay. Và đây mình sẽ dùng là too soon. Okay. Để nhấn mạnh, phải không các anh chị? Enough soon là đủ sớm. Much là nhiều sớm. Các anh chị thấy không? Nó không có make sense. Ever soon là khi nào sớm gì đó. Thành ra đúng nhất là chữ too soon. Không có thể xong quá sớm đâu, nhấn mạnh. Okay, next one. So to the adjective. Thường thường use with the negative to mean not very. Dùng với cái phủ định á, có nghĩa là không có rất là sớm, không có rất, not very, it mean not very. Okay, next one. Cái này nó hơi khó tại vì mình ít khi nào nghe hay là đọc cái chữ, đọc cái câu như vậy lần nào hết trơn. The opinions of the attendants proved far more valuable, a radio of more valuable, sight more valuable, or as much as valuable than we had expected. Những cái opinion là những cái ý kiến không của những cái người attendant là nhân viên á, thì chứng minh chứng minh rằng nó có giá trị hơn là những cái điều mà chúng ta mong muốn. Far more valuable, a great deal of more valuable. Không ai nói a great deal of more hết trơn á. Okay. Không ai nói như vậy hết trơn á. So câu thứ hai, size of something, chứ không có chữ more valuable. Size more valuable. Size là cho thấy rằng nó có giá trị hơn. Câu thứ ba cũng không đúng. As much a valuable than. As much as là so sánh bằng. Ở đây mình so sánh hơn tại có chữ than. Thấy không? And now câu thứ tư sai luôn. Right?
So câu thứ một đúng. Far more valuable. Ok, câu này nha. Câu này không được sai nha. Kevin plays badminton badly. Howard plays even badly, worse, more badly, or worsely. Yes, câu thứ hai đúng. Ở đây là so sánh hơn, phải không? Nhưng mà cái tính từ này mình gọi nó là irregular adjective. Tính từ bất quy tắc. Cái gì mà nó nói chữ bất quy tắc, irregular đó, I mean irregularly. Cái gì mà nó nói bất quy tắc có nghĩa là mình phải viết khác hẳn luôn. Giống như động từ bất quy tắc vậy đó, động từ to go. Thì quá khứ với lại quá khứ phân từ phải viết khác hẳn luôn, go and gone, phải không? Thành ra ở đây cái tính từ hỏi nữa. Bad, phải không? Tính từ bad. Bad là xấu. Thì xấu hơn nó là sao? Là worse, right? Worse. Xấu nhất là, xấu nhất là worst, phải không? Yeah, worst. Xấu hơn là worse. Còn xấu nhất là worst. Đây mình so sánh hơn, phải không? Thành ra mình sẽ là chữ worse. Ok. So câu thứ hai đúng. Ok, next one. Câu này nha. Mình chờ tập nói mới giờ luôn. Nhìn các anh chị mới giờ luôn. Okay, this one. Joseph, born in a rich family, has never had a more terrifying, most terrified and more terrifying, most terrifying day. Joseph thì sinh trưởng ở trong một cái gia đình giàu và cậu ta không bao giờ có một cái ngày kinh hoàng, không bao giờ có một cái ngày khủng khiếp kinh hoàng hay là một cái ngày đau khổ hay gì đó, tại cậu ta giàu có. Ok, more terrified. Ở đây mình đâu có so sánh hơn, phải không các anh chị? Mình đâu có so sánh hơn đâu, phải không? Đâu có so sánh hơn cái ngày này với cái ngày kia đâu, đồng ý không nào? Phải không? Cái này mình chỉ nói một cái câu kêu bằng khẳng định thôi. Ok. Yeah, đợi chỉ mới cắt nghĩa mới biết là sai. Các anh chị phải biết trước. Ok. Các anh chị phải hiểu. Hiểu. Không được đợi chỉ mới cắt nghĩa rồi các anh chị nói ồ vậy là không phải. Vậy là dở rồi. Thường thường mình học mình phải hiểu mình mới biết là mình đang làm cái gì, phải không? Mình mới làm đúng. Thành ra đây không có so sánh hơn, thành ra câu thứ nhất sai, câu thứ ba sai luôn, phải không? Có hiểu không nào? Rồi thì chỉ còn câu thứ hai và câu thứ tư. Ok, had
He's never had a most terrified hay là most terrifying day. Bây giờ mình coi câu thứ ba và câu thứ tư. Okay, terrifying. Terrifying ở đây là get terrified and tough. Đồng ý không nào? Phải không? Cái terrifying thì nó đóng hai vai trò. Một nó sẽ là một nó sẽ là jarring, phải không? Hai nó sẽ là adjective. Phải không các anh chị? Nó là, một đó là children, là có thêm động từ có thêm ing, phải không? Và children ở đây nó sẽ là cái nó đóng vai trò làm danh từ. Nếu mà mình gọi nó là children thì nó sẽ đóng vai trò làm danh từ. Thành ra cái câu thứ tư đó, hai cái danh từ đi chung với nhau như vậy không có đúng. Ok. Nếu mà nó là children thì không đúng. Còn nếu nói nó là adjective, nếu nói nó là adjective hay là gọi là present participle thì động thì nó cũng có ing ở trong đó, phải không? Nhưng mà cái tính từ nó là participle thì nó sẽ là tính từ. Nhưng mà tính từ thì nó có hai cách để mình chọn cái tính từ. Một là nó diễn tả một cái hành động đang xảy ra. Hiểu không? Hai đó là nó bổ nghĩa cho cái danh từ. Anh chị đồng ý không nào? Nói chung trở lại để Jimmy post ra cái câu này trở lại. Cái khó là đây các nghĩa làm sao cho các anh chị hiểu cái đó mới khó. Terrified. Nó là danh từ hoặc nó sẽ là tính từ, phải không các anh chị? Nó là danh từ hoặc là nó sẽ là nó là động từ hoặc nó sẽ là danh từ. Mình phải hiểu cái từ của nó loại từ gì trước. Nó sẽ là danh từ hoặc nó sẽ là động từ. Terrifier. Ok, nếu mà nó là động nếu nó là danh từ là terrifier, còn nếu là nó động từ là terrify. Mình chỉ hiểu hai cái này trước đi cái đã. Danh từ hoặc động từ. Rồi nếu nó là tính từ thì mình thêm cái chữ ing hay là ly. Phải không? Terrifying hay là nếu là tính từ thì mình thêm cái ing hoặc là mình thêm cái ed, phải không? Terrified, right? Rồi hiểu tới đây rồi phải không? Rồi bây giờ mình áp dụng vô cái câu nè. Ok. Các anh chị hiểu cái terrify ở đây nó là loại từ gì trước cái đã? Nó là động từ
Hay là nó là tính từ? Just answer me, please. Nó không thể là động từ trong trường hợp này được. Tại mình đã có cái động từ to have rồi. Mình có cái động từ to have rồi. Phải không? Có. Phải không? Có động từ to have rồi. Thành Terry Faraday bắt buộc nó sẽ là tính từ. I mean danh từ. Không? Không phải động từ thì nó là danh từ. Mà nếu mà danh từ đó mà nó có cái chữ ed hay là cái chữ ing thì nó sẽ trở thành tính từ. Phải không các anh chị? Tại vì nó sẽ bổ nghĩa cho cái danh từ they ở phía sau. Anh chị hiểu tới đây rồi phải không? Thành ra bắt buộc ở đây nó sẽ là tính từ, tại vì nó có ed hoặc là nó có ing. Right? Thành ra chị, mình chỉ còn hai cái câu đúng là most terrified. Nó hơi khó hiểu, nó hơi khó nha các anh chị. Hay là most terrifying. Thấy không? Đây là một trong hai câu. Oh, I misspelled the first one. On the first one. Terrifying. Right? And most terrified. Rồi mình coi câu nào đúng. Khi mà mình có cái ed hoặc mình có cái ing ở đây thì cả hai nếu đều là tính từ hết trơn. Right? Và tính từ nó bổ nghĩa cho cái danh từ đây ở phía sau. Phải không? Mà cái terrifying nếu mà nó là tính từ thì nó ở phải ở cái thể mà gọi là một đó là gerund. Cái terrifying đó, một nó là gerund, hai nó là present participle. Nếu mà nó là gerund thì nó đóng vai trò làm danh từ. Thì mình đang nói cái most terrifying đó, nó sẽ đóng vai trò làm danh từ. Thì nếu mà nó đóng vai trò làm danh từ ở trong câu, hai cái danh từ mà nó đi chung với nhau như vậy, nó không có happen. Ok. Cái này nó make sense, tại hai danh từ nó đi chung với nhau. Right? Thành ra cái terrifying ở đây sai. Okay. Không có khi nào hai danh từ mà có cái ing làm gerund rồi đi chung với cái danh từ ở phía sau. Không có ai nói như vậy hết trơn. Các anh chị hiểu rồi phải không? Các anh chị hiểu rồi phải không? Thành ra cái terrifying đây là sai. Còn cái terrify with the ed là đúng. Tại làm sao? Tại vì nó là tính từ rõ ràng. Cái này mình không có nói nó là participle nha. Ok. Mình chào khung trời mây trắng. Các anh chị hiểu rồi phải không? Nếu mà mình dùng cái ing cho cái participle là tính từ cũng được. Nhưng mà nếu mình dùng như vậy thì mình phải dịch nó là đang. Nó là đang, mình không có thể nào dịch là đang được. Không, mà mình thành ra đại khái câu thứ tư sai luôn. Đó là cái cách the best I can explain. Ok, next one. Where is this?
thì nó hơi khó phải không các anh chị? Cái câu này nha, câu này hồi tuần rồi mình đã làm bài tập về cái phần dễ rồi, hôm nay mình phải qua cái phần khó chút đỉnh. Nancy thought to be very much brilliant, I mean brilliant than, hay là very brilliant than, much brilliant than his sister. Cô Nancy thì nghĩ rằng, nghĩ là đẹp hơn em của cô ta, chị của cô ta là cái như vậy. Yeah, đây là so sánh hơn phải không, giữa hai người mà so sánh hơn, thành ra cái pretty này thường thường nếu mà so sánh hơn thì mình sẽ đổi chữ y thành chữ i rồi mình thêm er, tại vì những cái tính từ hoặc là những cái trạng từ mà cuối cùng bằng chữ y mà nếu mà nó nhấn ở đầu ở nhấn cái âm đầu thì mình đổi chữ y thành chữ i rồi thêm er, đây là cái luật. Okay, pretty nhấn dừng đầu phải không, pretty mình đâu có nói là pretty right, mình nói pretty, and ra đây mình phải bỏ chữ y thêm chữ i rồi thêm er, nghĩa là prettier mới đúng phải không. Thành ra các anh chị thấy pretty câu thứ nhất sai, pretty câu thứ hai sai, pretty câu thứ ba sai luôn phải không, vậy thì câu thứ tư đúng. Okay, những cái tính từ hay những cái trạng từ mà cuối cùng bằng chữ y mà nó được nhấn cái âm đầu thì mình đổi như vậy, thành ra câu thứ tư đúng. Cái này có trong bài học luôn nha các anh chị. Okay, tiếp tục. Câu này nha. Okay, nobody can be more fit, more fitter, the more fit for the position than she is. Không có ai có thể gì các anh chị, có thể đứng cái vị trí mà thích hợp hơn là cô ấy, nghĩa là chỉ có cô ta ở cái vị trí đó, đóng cái vị trí đó mới mới thích hợp, thích hợp hơn là cô ấy. Ok, câu thứ nhất, câu hoặc câu thứ ba, không được gamble khung trời mây trắng, chọn một thôi please. So you have to make up your mind. Yeah, câu hình như câu thứ nhất đúng. Để mình chứng minh coi ba câu kia tại sao sai. Okay. A fit. Ở đây mình có cái chữ than thì mình không có thể so sánh bằng được. Okay, chữ A là thường thường so sánh bằng, thành ra câu thứ hai sai. More fitter, more fitter có nghĩa là double cái hơn ở trong đó, một là fitter. Ok,
Ok. Và không có chữ more. Tại vì mình double hai lần cái chữ hơn, right? And là câu thứ ba sai. The more fit. Ok, so sánh hơn không có chữ the. So sánh nhất mới có chữ the. And là câu thứ tư sai. Thì chỉ còn có câu thứ nhất là đúng. More fit có nghĩa là fitter. Ok. More fit có nghĩa là fitter. Mình muốn dùng cái chữ fitter cũng được, hay là mình muốn dùng cái chữ more fit cũng được. Ok. Yeah, đây là một cái cách nói. Ok. More fit có nghĩa là fitter. Người ta không muốn dùng fitter thì người ta dùng more fit cũng đúng. Ok. Đây là cái cách nói. Mình phải hiểu như vậy đó, more fit có nghĩa là fitter. Ok rồi, tiếp tục nha. Tiếp tục nha. Đừng có sửa người ta. Tại sao không nói fitter mà nói more fit? Tại vì hai nghĩa nó đồng, nó cùng một nghĩa. Hai cái chữ cùng một nghĩa. Ok. Ok, now next one. More fit có nghĩa là fitter. Không tin thì thôi đi, tùy các anh chị có thể không không nghe tiếng mi, không tin tiếng mi không sao hết, I don't mind. Okay. Emmy sings much more, the most beautiful, hay là most beautiful, hay là the most beautifully out of all singer in the country. Emmy đó thì nó hát hay nhất á. Ok, hay nhất á, dịch như vậy đi. Emmy là một người ca sĩ hát hay nhất ở cái nước này. Trước nhất á, mình coi cái động từ. Trước nhất á, mình coi cái động từ. Nó là action hay là nó là linking? Sings là action hay linking? Answer me please. Yeah, nó là action phải không các anh chị? Right? Yeah, nó là action. Tại vì hát thì mình thấy cái miệng của ta nhép hả miệng ra. Right? Người ta nói là action. Mà nếu mà nói là action thì mình cần một cái adverb. Phải không? Thành ra mình cần cái adverb là beautifully. Right? Beautifully. Đồng ý không nào? Thành ra câu thứ nhất. Câu thứ hai. Câu thứ ba sai luôn. Ok. Dễ quá mà phải không các anh chị? Cái này dễ quá mà. Right? Phải không? Cái gì động từ thì cần trạng từ, động từ nhiều khi cũng cần tĩnh từ. Vậy tôi đang học English. Phải không? Động từ nhiều khi cũng cần tĩnh từ vậy. Phải không? Nè. Trả lời Tiểu My đi, tôi đang học tiếng Anh. Phải luôn. Yes, ok. Nhưng mà tùy theo động từ nào cần action verb thì cần trạng từ, còn linking verb thì cần tính từ. Tôi đang học, hiểu rồi phải không? Hiểu rồi phải không? Thành ra ở đây câu thứ nhất, câu thứ hai, câu thứ ba sai. Beautifully, right? And much more what?
cái câu thứ nhất nó thiếu something, nó miss something, phải không? Nó chưa có make sense. Đấy, câu thứ nhất sai, câu thứ hai sai, câu thứ ba sai, thì dĩ nhiên câu thứ bốn đúng rồi. Câu thứ bốn đúng là đúng nhất, là tại vì beautifully là một tĩnh từ dài, một trạng từ dài, thành ra mình dùng chữ most, right? Và đây là so sánh nhất, phải không? Thành ra mình dùng chữ the, okay? The most beautifully, okay? Thường thường đi làm từ từ trưa tới tối mà cô ấm, buổi sáng thì mi rảnh mới vô đây trả nợ nè, trả nợ cho mấy cục nợ trong này nè. Ok rồi, các anh chị hiểu rồi phải không? Câu này dễ mà. 1, 2, 3 sai thì thứ tư đúng. Ok, câu này nha, câu này. Câu này nha các anh chị. The manager is busy all the time. He is not nearly, hardly, always, mostly at home on the weekends. Cái người manager là người gì ta? Cái người gì tự nhiên? Manager gì là gì các anh chị? Cái người quản lý phải không? Và quản lý, right, suddenly. Cái người quản lý á thì bận rộn. Bận rộn tối ngày á, dịch như vậy thì all the time là tối cũng bận rộn mà ngày cũng bận rộn, lúc nào cũng bận rộn, right? Ông ta thì nearly là gần như, hardly là không có, always là luôn luôn, mostly là hầu như, okay? Hầu như không có ở nhà cuối tuần, vào những ngày cuối tuần. Anh chị chọn câu nào nào? Nearly là gần như. Gần như nó không có synonym với all the time, phải không? So cái nearly sai. Hardly là không có. He is not hard. Vừa not mà vừa hardly là mình cái double cái not rồi. Hardly cũng là not. Ok. Thành ra cái hardly là sai. Always. Always có nghĩa là all the time. Always là lúc nào là luôn luôn, phải không? Cái chỉ là luôn luôn, là cả ngày cả đêm gì cũng luôn luôn hết trơn á. Right? So always có nghĩa là all the time, hay là at all times, hay là every time. Right? So kiểm đi cắt nghĩa như vậy là quá rõ rồi, phải không các anh chị? Còn mostly có nghĩa là gì? Mostly có nghĩa là just good enough but not perfect but not all the time, nghĩa là hầu như. Nó không có đồng nghĩa với cái chữ all the time. Hầu như có nghĩa là hầu như là gần như là 70-80%. Okay. Cho lên 90 đi, nhưng mà không phải là 100%. Okay, thành ra cái mostly không có đồng nghĩa với cái all the time. Chỉ có cái always mới đồng nghĩa với cái all the time. Okay.
Cô Đà Lạt. Chị hiểu rồi phải không? Thành ra cái câu always là đúng, câu số 3 đúng. Okay. Okay, next one. Câu này nha, câu này. It was one of the best. I was very busy. Do you really work hard? The all day, all of the day long, all the day long. Kem gì có Ok, rồi trở lại bài nè. Sorry các anh chị. Đi uống nước á, biết không? Nói nhiều quá đi. Phải đi uống nước. Không có đi mà phải uống đi nước. Nước right there. Ok. Cái câu thứ nhất, the all day. Mình chỉ nói là I was very busy. Anh người đó hỏi, did you really work hard? Cả ngày. Right, cả ngày. Họ đâu có nói là cả ngày nào đâu, ngày hôm qua, ngày hôm kia, ngày hôm nọ. Bữa nay thứ sáu họ đâu có hỏi mình làm việc cả ngày thứ năm hay là cả ngày thứ tư hay là cả ngày thứ ba đâu, họ đâu có nhấn mạnh cái ngày nào đâu mà mình dùng chữ the hay chữ the. Phải không các anh chị? Thành ra câu thứ nhất sai. All of day long. Thế chị có nghe nó kỳ kỳ không? Chưa bao giờ nghe cái câu này. Chỉ nghe cái câu I work hard all day. Hay là I work hard all day long. Phải không? Thành ra câu thứ hai mình có nghe rồi đó. Okay, có nghe người ta nói ra. Thành ra chắc câu thứ hai đúng đó. Còn câu thứ ba all of day long không bao giờ nghe ai nói câu này. Hay là all the day long không ai bao giờ nghe nói câu này. Okay. Chỉ nói là I work hard all day. Là all day long cũng được mà tiếc rằng không có cái chữ all day long cho cái câu, cho cái choice. Thành ra mình chỉ có cái the right choice, the best choice is number two. All day. Okay, next one.
Okay, next one. What time is it now? Just 10:17. The nail is the second longer, the second longest, the second long, the second longest river in the world. World. Con cái con sông Nile là cái con sông mà Nile, Nile. Con sông gì? Sông Nile này ở bên châu Phi hả? Chứ mình nghĩ nó là ở bên Pháp phải không? Ở bên châu Phi hả? Nile. Bên Pháp hay bên châu 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 Phi? Bên Ấn Độ hả? Bên Ấn Độ hả? Really? Người thì bên Ấn Độ, người thì bên 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 châu Phi. Ấn Độ khác, châu Phi khác nha. Okay, let me Google then. Chắc chắn bên châu Phi hả? Let me Google then. Okay, khỏi cần cãi. Where is Nile River? Located, right? Dám chữ mì đúng lắm à. Located. Okay, let's see. Africa. Let me see. No. Let's see. The answer is the river Nile is located in Egypt and is 6,670 kilometer in length, which makes it the longest river in the world. It's wrong. I don't think so. Nó là ở bên Ai Cập các anh chị. Oh, thực sự nó hình như nó phát xứ từ Ai Cập. The Nile River runs through the continent of Africa. Run through hay là run toward the center commerce. That's the is long it was is. The Nile River. Sao có hai câu trả lời vậy không biết? The Nile River is located in Africa. The Nile and its tributaries flow through the nine countries, include Uganda, Sudan, Egypt, Ethiopia, Nigeria, Kenya, Tanzania, whatever. Africa flowing. Nghĩa là cái con sông này nó chạy dài qua năm anh em qua chín cái quốc gia. Okay. Và nó The Nile located in Egypt is famous as the longest river in the world. The American is mainly located. I don't know, vừa trả lời bên Egypt anh vừa trả lời bên Africa. Yeah, thì mình nhớ nó là ở bên Âu Châu mà, phải không? Kệ nó đi. Cô Đà Lạt. Ok,
Ok, cái con sông nào dài nhất các anh chị? Ở trong bài thì nó nói con sông Nile đó là con sông dài nhất và thứ hai. Nhưng mà yeah, con sông Amazon là dài nhất. Con sông Amazon là dài nhất. No, the Nile, yeah. Thôi đi. Ở mấy cái nước khác thì mi không biết đâu. Mekong là dài nhất hả? Thôi đi, con sông dài nhất, con sông nào dài nhất nước Mỹ? À, tỉ mi ở bên Mỹ nên tỉ mi chỉ biết con sông nào, con sông dài nhất nước Mỹ thôi. Nếu là con sông dài nhất thế giới. Yeah, Mississippi, okay, Mississippi. Các chị nào học thi quốc tịch phải biết cái câu này nha. Ok, phải biết cái câu này nha. Trong bài thi quốc tịch nó có cái câu hỏi này: con sông nào dài nhất nước Mỹ? Mississippi, right? Mississippi River. Ok, next one. Đi tới nha các anh chị. Yeah, so câu trả lời đúng là the second longest. Ok, trở lại nè. Sông nào lãng mạn nhất hả? Sông sông Hương hả? Sông nào? Sông Hương hả? Sông Nile dài nhất hả? Ok, sông Nile dài nhất là tới Amazon, right? So, câu trả lời đúng là câu thứ tư. Phải không các anh chị? Tại làm sao câu thứ nhất the second longer? Một lần nữa, mình đây là mình so sánh nhất, right? Thành ra mình không có chữ er, phải không? Đây là mình so sánh nhất chứ mình không có so sánh hơn, thành ra không có chữ er. So câu thứ nhất sai. Câu thứ hai sai, so sánh nhất thì phải có chữ the. Okay, second longest không có chữ the, thành ra câu thứ hai sai luôn. Câu thứ ba sai, so sánh nhất thiếu cái chữ est cho cái adjective long, cái okay, the second longest, right? So câu thứ tư là đầy đủ nhất. Okay, rồi tiếp tục. Chúng chỉ biết so sánh nhất là gì, so sánh hơn là gì phải không? So sánh nhất là có nhiều người ở trong đó, so sánh với nhiều người hoặc so sánh với nhiều cái sự vật hoặc so sánh với nhiều cái sự việc thì đó là so sánh nhất. Còn so sánh hơn là chỉ giữa hai thôi, hai người hoặc hai sự vật hoặc hai sự việc. Ok, đó là so sánh hơn. So sánh bằng là không có so sánh với ai hết trơn. Ok, who writes the best, better, good, well of the four girls? Ai viết hay nhất trong bốn cô gái? Cô nào viết hay nhất? Đây là so sánh nhất phải không các anh chị? Tại bốn người lận. More than two or more than two is the best, right? So better là sai. So sánh nhất với cái chữ good
là cái chữ best phải không các anh chị? Good, better, best. Thành ra so sánh nhất mà mình dùng chữ good là sai. Còn well, well cũng không phải là so sánh nhất luôn, phải không? Good. Good hay well là so sánh, là nói bình thường thôi. Còn hơn là better, còn nhất là best, right? So câu số 1 đúng, the best. Để so sánh nhất phải có chữ the. Okay, now next one. Which skirt do you think looks best? Well, good or better? The long one or the short one? Cái skirt biết là cái gì các anh chị? Cái mini jump á. Bạn nghĩ là nó đẹp hơn cái dài hay là cái ngắn? Cái váy hả? Nó đẹp hơn cái dài hay là cái ngắn? Đây là mình chỉ so sánh hai thôi phải không các anh chị? Một cái dài với một cái ngắn mình so sánh hai thôi. Đó là so sánh hơn. Thành ra mình so sánh hơn phải có cái chữ your, right? So câu thứ tư đúng. Câu thứ nhất best là so sánh nhất, câu thứ hai well good là không có so sánh, thành ra cũng sai luôn. Okay, next one. Câu này nha. What about our son's math examination? Examination. Excellent. He made almost, mostly, nearly, hardly, no mistake this time. Cái bài thi toán của con trai của chúng ta thì thế nào? Oh, rất là tốt. Cậu ta không có làm sai lần này. Dịch vậy đi. Ok, almost là hầu như. Mostly. Almost là good enough, but not perfect. Right? Còn mostly là of all the opinion. Còn hardly là seldom, trong trường hợp này thỉnh thoảng hay là không có, nhiều khi mình cũng dịch là không có. Đâu có đúng đâu. Ok, almost. Bây giờ mình coi nha, mình lọc ra coi câu nào đúng, câu nào make sense hơn. Giờ mình lọc ra nha. Almost là hầu như. Ok, hầu như. Mostly là mostly là almost là good enough, okay? Hay là but not perfect. Còn mostly là almost thì mostly dịch sao các anh chị? Mostly nó nặng hơn, nó cái mostly đó là gần như là gần như là 90%, còn almost đó là khoảng 70, cái almost nó ít hơn, phải không? Phải gì phải cắt nghĩa vậy không? Ok, sẵn đó chị My sẽ kiếm cho các anh chị luôn cho rồi.
is L right here. Tiếng Việt nhiều khi tiếng này bị hơi bị rắc rối á, hơi bị rắc rối á. Yeah, mostly là hầu như á. Okay. Hầu như almost là gần như vậy chứ lì cho rồi đi. Cái mostly nó có, còn cái almost là gần như là nó chỉ có một phần nào đó thôi, okay? Chỉ có một phần nào đó thôi. Yeah. Cái mostly là nó hầu như. Còn cái almost là chỉ ghét quá. Look, look at this one. Tiếng Mỹ biết hiểu mà tiếng Mỹ cách nghĩa tiếng Việt nó hơi hơi yếu, biết không, hơi yếu làm cho các anh chị confuse. Các anh chị coi câu này nha. Coi câu này nha. Có hai câu này nha. Câu này and câu này. Okay, câu này. Hai câu này khác nhau chỗ nào? He mostly succeeded. He almost succeeded. Đó, nếu các anh chị hiểu đó thì các anh chị hiểu cái mostly and almost nó khác nhau chỗ nào. Thường thường người ta nói he almost succeeded chứ người ta không có nói he's mostly succeeded. Okay. Nghĩa là ông ta gần như là thành công. Người ta thường nói he almost succeeded chứ người ta không nói là he mostly succeeded. Hay là câu này. Thôi các anh chị hiểu rồi. Các anh chị muốn biết, các anh chị Google là các anh chị biết liền á. It say mostly is of all the opinion and this is the majority. Còn almost is good enough but not perfect. So, câu trả lời đúng là câu thứ mấy các anh chị? Câu trả lời đúng là câu thứ mấy? Almost. Thường thường mình dùng cái chữ almost nó nhiều hơn cái chữ mostly nha các anh chị. Almost. Okay. Mostly thường thường người ta dùng ở đầu câu nhiều hơn. Còn almost là người ta dùng ở trong câu. Okay. Người ta dùng ở trong câu. I almost hit her. Almost là giống như là ok, khỏi khỏi cần cách nghĩa nữa, mệt quá. Anh chị hiểu rồi. Ok.
cái mostly thường thường người ta dùng ở đầu câu nó nhiều hơn, còn cái almost người ta dùng ở trong câu, okay? Và thường thường người ta dùng cái chữ almost nhiều hơn chữ mostly, okay? Yeah, đúng rồi, dẹp cho rồi đi. Anh chị hiểu rồi, các nghĩa vậy vậy là quá rõ ràng rồi, okay? Okay, next one nè, next one. Giờ mình kiếm cái phần khác đi. Câu này nha, câu này. The situation sounds good, to be good and well. Well gì? Yeah, that's it. Cái này dịch sao các anh chị? Nhiều khi mình phải hiểu trước rồi mình làm nó mới đúng, okay. Nhiều khi mình phải hiểu trước rồi mình làm nó mới đúng. Very good, okay. Dịch như vậy sau đây nó không có action nha, nó là linking, okay. Nó là linking, phải không? So linking thì mình sẽ cần cái adjective, là mình sẽ cần chữ good, right? Mình cần cái chữ good, không có cần cái chữ well. So câu thứ hai, câu thứ tư đúng, right? And câu thứ ba, dĩ nhiên câu thứ nhất đúng rồi. Câu thứ ba, to be good. Sao mà còn to be nữa? Sao cái to be đó nó phải là một cái danh từ, phải không các anh chị? Còn good ở đây nó không phải là danh từ. Right? Hoặc là nó là tính từ chứ, right? How I know to be good? Sao to be? Cho câu thứ nhất đúng. Okay, next one nè, next one nè. Next one. Chưa học tới hả? Thì bữa nay học. Học cho biết luôn. Of all the employees, Harry is the most fit, most suitable. The most suitable. The fittest one for the position and the task. I mean the task. Tất cả những người, những nhân viên á, thì Harry là một cái người mà mà thích hợp á, cho cái vị trí và cho cái công việc này thích hợp. Dạ. Yeah. Dạ, yeah, dĩ nhiên ở đây mình so sánh nhất rồi, phải không? So sánh nhất. Thành ra cái câu thứ tư là so sánh hơn là sai, mình loại bỏ từ từ. So sánh nhất thì cần phải có chữ the, phải không? Cần phải có chữ the. Thành ra câu thứ hai sai luôn, mình loại bỏ từ từ như vậy đó các anh chị. Chỉ còn câu thứ nhất và câu thứ ba, phải không? The most fit hay là the most suitable. Right? Very good. Câu thứ nhất. Câu thứ nhất sai, phải không? Tại vì nếu mà tính từ mà ngắn á, thì so sánh nhất phải là chữ EST, fittest, right? Phải không các anh chị? Thành ra câu thứ nhất sai.
phải là EST chứ không phải the most. And là nếu câu thứ nhất sai luôn thì câu thứ hai đúng. Cái fit and suitable nó the same meaning, synonym, right? Ok, để nói. Mà ở đây mình không có cái chỗ, không có cái chữ more fit, phải không? Một là fitter, phải không? Hai là more fit. Mình đâu có cái choice là more fit đâu. Đồng ý không nhỉ? Phải không? Nếu mà có cái choice more fit ở trong này thì mình dùng cái more fit, phải không? Right? Hiểu không? No. Okay, no. Không nói được như vậy cô Đà Lạt. Nhiều khi cái đấy là cái câu mà người ta thường nói more fit hơn là the most fit. The most fit. Mà ở đây mình có cái best, better choice là most suitable. Okay. Nếu mà nói như cô Đà Lạt mình từ cái chuyện này mình thực mình apply qua cái khác cho khả dĩ chấp nhận đi, nhưng mà the most fit and the most suitable, which one is the better choice? Which one is the better choice? The most suitable not better choice, phải không? Right? Tại cái the most fit có thể người ta sẽ bắt lỗi mình, nhưng cái the most suitable thì họ suitable thì họ không bắt lỗi mình được. Okay, now this one. Okay, next one. How soon, how many, how often, how long can you finish the measuring? The measuring. How soon là bao lâu nữa? How many là nhiều bao nhiêu? How often là thường thường thì thế nào? How long là dài bao nhiêu? Okay. Không được đem bôi nhà mèo vigor. Vigor. Yeah, how soon, right? How soon? How many là cái gì mình đếm được? How many là có bao nhiêu, phải không? How often là thường 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 thì thế nào á? How long là tính theo chiều dài, phải không? Những cái này mình phải đọc thường mình hiểu cách dùng thôi. How long is hai câu này khác nhau chỗ nào các anh chị? How long is from Houston to Austin? Hay là how far is from Houston to Austin? Khác nhau chỗ nào? Yeah, how long does it take
Phải thái như vậy. How long do you stay for me? To Houston from Austin. Đã thái như vậy. Và nhiều khi mình nó nếu mà hiểu theo tiếng Việt nhiều khi làm cho mình bị confused. Rồi trở lại cái này, ở đây mình sẽ dùng chữ how soon. Okay. How soon là bao lâu nữa bạn xong cái vấn đề mà đo lường của bạn vậy? Có như vậy á. What time is it? 10 more minutes. Ok, câu này nha. The American dream, I mean dream, does not come to those who fall asleep. I mean slept, a sleep, sleep and sleeping. Khác nhau chỗ nào các anh chị? Sleep and a sleep and sleeping. Hả? Khác nhau chỗ nào? Slept là quá khứ. Slept là, yeah, I'm sorry. Yeah, for slap. Không có anh em for slap hết trơn á. Vừa hiện tại vừa quá khứ. A sleep là bắt đầu. Begin to sleep là bắt đầu ngủ. Ok. Là bắt đầu ngủ. Đó là a sleep. Còn sleep là ngủ rồi. Còn sleeping là đang ngủ. Dịch như vậy á các anh chị. A sleep là bắt đầu ngủ đó, nghĩa là cả ba đều là ngủ hết nhưng mà một cái bắt đầu, một cái đã ngủ và một cái đang ngủ. Right? Ở đây mình dùng cái nào? Thường thường ta nói là fall asleep, phải không? Fall là mình bắt đầu rơi vào cái tình trạng bắt đầu ngủ, phải không? Còn đã ngủ rồi đâu còn fall nữa đâu, phải không các anh chị? Khi mà các anh chị nằm dài ở dưới đất rồi, các anh chị đâu còn gọi là fall nữa đâu. Right? Các anh chị hiểu như vậy là mình bắt đầu ngủ, nghĩa rồi rơi vào tình trạng bắt đầu ngủ. Nhớ vậy nha. Một cái là bắt đầu ngủ, một cái là đã ngủ rồi, và một cái là đang ngủ. Ok, đang ngủ. Rồi, tiếp tục. So, câu thứ hai đúng không? Câu thứ hai đúng. For a sleep. Câu này nha. Ok, nãy coi còn bao nhiêu câu nữa hết bài thì mình đang đếm. The examinations was much more hay là more much hay là much easier than we expected. Cái bài kiểm đó thì dễ hơn là chúng ta nghĩ. Câu thứ tư. Yes, câu thứ tư đúng, tại câu thứ nhất sai. Much more.
Even to me, misspell đi nữa. Cái câu thứ thứ nhất nó sai, tại sao các anh chị? Tại misspell, phải không? Nhất sai chính tả, right? Và easier, more mà còn easier thì mình double cái hơn rồi, mình không có được double nữa. More mà còn easier là double. More much cũng vậy luôn. Phải không? Thành ra câu thứ tư đúng. Much easier than. Thì câu này nha, câu này chưa hiểu lắm hả? Cái chữ easier là so sánh hơn, so sánh hơn mà mình dùng cái chữ more nữa là mình double cái hơn. Tiếng Việt mình dịch như gì nè? Cái bài kiểm đó thì nó hơn, dễ hơn, hơn là chúng ta mong đợi. Thấy không? Nó đến ba cái chữ hơn lận. Thấy không? Có phải nó dư thừa không? Mình dịch như vậy đó. Nếu mà mình thêm cái chữ more vô đó thì mình có đến hai lần, ba lần cái chữ hơn. Cái bài kiểm đó thì nhiều hơn, dễ hơn, hơn là chúng ta mong đợi. Đó, dịch chính xác từng chữ luôn á. Đó. Đó là câu thứ nhất mình dịch như vậy đó. Câu thứ hai đó, dùng chữ more đó, mình sẽ dịch như gì nè? Cái bài kiểm đó thì nó hơn, dễ hơn, hơn là chúng ta mong đợi, ba cái chữ hơn luôn. Ok. Yeah, Bobby lo nhoi gì đó. Right. Rồi Cường với lại Khôn trời mây trắng hiểu rồi phải không? Đã có ER là hơn rồi, mình không cần dùng chữ more nữa. Ok. Ok rồi, cảm ơn. Rồi bây giờ câu này nha, câu kế. Bởi vì mới nói là dư thừa. Câu thứ nhất, câu thứ hai, câu thứ ba là dư thừa. You're better to be sure to wash your face. Lean, leaning, lean to be clean. Này nó qua cái phần verbal. Nếu mà các anh chị nào nắm vững cái phần verbal thì các anh chị làm câu này rất là dễ dàng. Ok, câu thứ nhất đúng. Bây giờ trước nhất á, mình phải hiểu cái chữ clean ở đây nó là loại từ gì. Ok. Câu thứ nhất đúng đó, clean là đúng á. Nhưng mà mình phải hiểu tại sao nó đúng. Ok, clean ở đây là loại từ gì? Là tính từ. Phải không các anh chị? Đồng ý không nào? Leaning ở đây á, cái câu thứ hai. Leaning ở đây là loại từ gì? Leaning ở đây là loại từ gì? Leaning ở đây nó có hai. Một nó là gerund. Hai nó là participle. Leaning ở đây mình hiểu một nó là gerund. Hai nó là present participle. Các anh chị đồng ý không nào? Phải không?
Say yes đi please. Right. Lean đây cũng có nghĩa là động từ luôn nha các anh chị. Okay. Lean này nó vừa là tính từ mà nó cũng vừa là động từ luôn. I clean my house. Okay. Tôi dọn dẹp nhà cửa. So cái cleaning ở đây á, nó sẽ là during. Nếu mà có cái chữ ing hoặc nó là participle. Nó là present participle, có nghĩa là động từ, động từ nó có ing. Các anh chị phân biệt được khi nào là during and khi nào là present participle nha. Okay, nó viết giống nhau, nó viết giống nhau. I am leaning my house. Đây là present participle, right? Còn the cleaning house make the cleaning house make me feel good. Like, hay là the cleaning house is beautiful. Khó nói quá. Không, nói vậy không đúng nha, nha ngân trưởng. Khá như vậy đi. Trở lại cái câu bài học. Clean ở đây là danh từ, I mean là tính từ. Tại sao câu thứ nhất đúng? Tại vì nó là tính từ, phải không? Nó nhấn mạnh cho cái danh từ ở phía trước, phải không? Nghĩa là nó bổ nghĩa cho cái danh từ ở phía trước. Cái tính từ nhiều khi nó đứng ở phía trước danh từ, và nhiều khi nó cũng đứng ở phía sau để nó nhấn mạnh. Okay, để nhấn mạnh. Ví dụ như mình nói thay vì mình nói I want my book. I mean, I want my shirt. Đi. I want my shirt red. Tôi muốn cái áo của tôi nó phải màu đỏ. Ví dụ mình mượn người làm đi mua cái áo cho mình, hay là mình mượn em mình đi mua cái áo cho mình. Mình nói, oh, chị muốn cái áo của chị phải màu đỏ. Thành ra ra ngoài tiệm mua kiếm cái áo nào màu đỏ mua nha. I want my shirt red. Mình nhấn mạnh hơn thay vì nói I want my red shirt hay là I want red shirt. Nói bình thường, còn mình đảo ngược nó là ý là mình nhấn mạnh. Giống như cái câu này, clean. Clean là tính từ, mình để nó ở phía sau để mình nhấn mạnh. You had better be sure to wash your face clean. Thấy không các anh chị? Các anh chị hiểu chỗ này rồi phải không? Đó là tính từ, ok? Rồi tại sao cái cleaning sai? Nếu mà dùng cái cleaning á là tính từ, cái present participle cũng có thể là tính từ nha các anh chị. Ví dụ mình nói the cleaning house có nghĩa là gì? Có nghĩa là gì? Hay là cleaning face cũng được. Có nghĩa là cái mặt đang rửa, cái mặt đang được rửa đó. Okay.
cái mặt đang được rửa đó, hay là cái nhà đang được dọn dẹp, mình phải dịch là chữ đang. Thế anh chị phải hiểu như vậy, mình phải dịch là chữ đang, tại nó là present participle. Cái nhà mà đang được rửa, đang được dọn dẹp á, hay là cái mặt đang được rửa đó, phải không? Thành ra bây giờ nếu mà mình dịch chữ đang thì cái câu bài tập này mình dùng chữ cleaning không có đúng. Các chị hiểu rồi phải không? Bạn nên 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 chắc là cái mặt của bạn đang được rửa là gì? Phải không? Thành ra đây mình không có dịch là cleaning được. Bạn nên chắc chắn là cái mặt của bạn đang được rửa. Chán thì thôi đi đó. Phải không? Right, thành ra câu thứ nhất sai. Câu thứ hai sai. Câu thứ ba cũng vậy. Bạn nên chắc chắn là cái mặt của bạn đã rửa rồi. Phải không? Đã rửa rồi. Ở đây người ta nói, cái người này muốn nói cái người kia, bạn nên chắc chắn là cái mặt của bạn phải được rửa sạch, chứ không phải là đang rửa, hay là rửa, hay là đã được rửa. Chị đồng ý không nè? Phải không? Right. Rồi. Câu thứ ba, to be clean. Wash your face to be clean là không có đúng. Bạn nên chắc chắn phải rửa cái mặt của bạn sạch, phải không? Sạch chứ không phải là rửa. Anh nên chắc chắn rửa cái mặt của bạn phải sạch chứ không có dịch là đang sạch hay là đã sạch hay là được sạch, không được dịch như vậy. Okay, rốt cuộc lại là cái the face green. Green ở đây là tính từ chứ không phải là danh từ. Thay vì mình nói to wash your face clean mà mình muốn nhấn mạnh là to wash your face clean, nghĩa là để phía sau để nhấn mạnh. Okay, nó là tính từ, rõ ràng nó là tính từ nhưng người ta cố tình để phía sau để nhấn mạnh. Okay, and that's it for today. Cái bài tập còn cả 100 câu nữa. Các anh chị muốn ngày mai làm tiếp hay là stop right here and move to the next subject for tomorrow? Ngày mai làm tiếp hay là ngày mai học bài mới, học cái từ mới? Ngày mai nha. Time is up now. We should dismiss now. Ngày mai làm tiếp hay ngày mai học bài mới? Học từ mới. Từ mới ngày mai, cho ngày mai là giới từ. Preposition. Ok, ngày mai làm tiếp ha. Làm tiếp câu nữa. Trời, còn cả giá nữa. Let's see. Thôi trễ quá rồi, 11:06 rồi. Bây giờ để coi coi, let's see. Yeah, mai làm tiếp nha các anh chị. Bài này chưa hiểu lắm hả? Ok, thôi ngày mai làm tiếp rồi các anh chị sẽ hiểu nhiều hơn. Yeah, Kimmy cũng nghĩ ngày mai mình cứ làm tiếp đi. Tại cái adjective and cái adverb này nó hơi khó đó. Mình phải nắm vững luôn, thế. Okay? Mình phải nắm vững luôn.
see you tomorrow then and gửi mai để cho next one who is the next. Ok, gửi mai để cho thầy gặp mờ nha, thầy gặp mờ.